Trong khi đó, huyện Thạnh Trị vừa triển khai kế hoạch tham dự lễ hội ở Hồng Bốc, du Ghe Ngo, tỉnh Sóc Trăng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 6 và tuần văn hóa thể thao du lịch Sóc Trăng lần thứ nhất năm 2024. Theo kế hoạch, huyện Thạnh Trị tham gia Đô Ghe Ngo Nam cự ly 1.200m với 4 đội là Ghe Ngo, Noren Ramsey, thị trấn Hưng Lợi, Ghe Pong Thiết Chắc, xã Thạnh Tân, Ghe Bùn Mùm, xã Lâm Tân và chùa Moni xã Lâm Kiết. Ở trình diễn lôi pro tip thả đèn nước có hai chùa tham gia là chùa Moni Srakkeo và chùa Pong Tức Thơ Mây, xã Tung Tức. Cùng với đó, quyện sẽ tham dự một gian hàng tại hội chợ xúc tiến thương mại và xây dựng một chương trình dự hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục các dân tộc. Các đại biểu đã bàn bạc đóng góp hoàn chỉnh kế hoạch và phân công vận động nhà tài trợ, quy động lực lượng và động viên và đôn đốc việc tập luyện đúng theo kế hoạch đề ra. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng đã thành lập đoàn đến khảo sát hộ kinh doanh Phạm Thị Bé Ba ở khóm Vĩnh Phước, phường 3, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Thuộc dự án xây dựng và phát triển sản phẩm bánh nhân mức mãn cầu gai được trồng tại Sóc Trăng. Dự án do Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, thực hiện từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 3 năm 2022. Sau khi tiếp nhận quy trình sản xuất từ dự án, hộ kinh doanh có đầu tư thêm công cụ, dụng cụ sản xuất, duy trì sản xuất, thương mại sản phẩm bánh nhân mức mãn cầu gai từ năm 2022 đến nay, doanh thu từ 72 triệu đồng đến 78 triệu đồng một năm. Sản phẩm bánh nhân mức mãn cầu gai của hộ kinh doanh Phạm Thị Bé Ba đã được công nhận sản phẩm ô cớp hạng 3 sao năm 2023. Vì vậy, việc phát triển sản phẩm bánh mức mãn cầu gai sẽ phù hợp với xu thế phát triển.